Cho nên hôm nay chúng ta muốn được yên ổn, muốn được giải thoát, không phải riêng mình. Cho nên Thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Cho nên từ hành động chúng ta, vô tình chúng ta làm khổ người khác mà chúng ta không biết. Vô tình chúng ta nói làm người khác đau khổ. Cho nên chúng ta cẩn thận dè dặt thân khẩu ý của chúng ta. Ở đây quý Thầy hãy cố gắng. Cố gắng. Chỉ có một điều duy nhất mà Thầy nhắc nhở, đó là tâm bất động, thanh tàn, an lạc, vô sở. Đạo Phật tu đâu có lâu, chỉ có 7 tháng giữ tâm bất động, thanh tàn, an lạc, vô sở thì chúng ta sẽ thành tựu đạo giải thoát. Chúng ta tu hành, chúng ta đừng cầu mong thần thông, đừng cầu mong làm chủ sinh già bệnh chết gì cả. Chúng ta chỉ biết làm sao tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự để buông xả từng tâm niệm thế gian của chúng ta. Thì chừng tâm bất động suốt trong 7 ngày đêm là chúng ta chứng đạo. Đơn giản lắm, dễ dàng lắm, không khó khăn. Chỉ có người siêng năng, chỉ có người có ý chí dũng mãnh thì sẽ làm chủ được sự sống chết. Cho nên theo Thầy khuyên quý Phật tử, được thân người là khó. Khó như con rùa mù. Con rùa mà bị mù mà tìm cái bọng cây ở giữa biển, khó vô cùng. Mất thân này, quý vị có sống đúng năm giới không? Nếu chưa sống đúng năm giới, đừng hòng sẽ có thân này. Bởi vì năm giới của Đức Phật là năm giới của người cư sĩ, năm giới để làm con người. Nếu trong năm giới này chúng ta phạm một giới là chúng ta cũng chưa thành con người được, chỉ thành con vật. Con trâu, con bò, con heo, con dê, con gà, con chó, con ngựa, rồi những vật nhỏ nữa là loài côn trùng. Thì quý Phật tử, được thân người là khó, được Phật Pháp còn khó hơn, nghe được chánh pháp của Phật còn khó hơn. Ngay cả tâm tham sân si hàng ngày khởi ham muốn cái này cái kia, thì chúng ta dùng câu tác ý để ly dục ly ác. Nhưng câu tác ý đó lại là một cái chân lý của đạo Phật, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sở. Như vậy là chúng ta ly dục ly ác pháp để chúng ta hoàn toàn không còn tham sân si. Mà người không còn tham sân si thì ngay thế gian này là cực lạc. Có phải không? Mấy con thấy này, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sở thì giải thoát hoàn toàn. Thì thế gian này là chúng ta đang sống là cực lạc chứ. Cực lạc có nghĩa là rất vui. Nhưng ở đây chúng ta không phải là cái kiểu rất vui là lúc nào cũng cười. Phải thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái câu rất tuyệt vời mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên hôm nay được nghe lời Thầy dạy, phải tự cứu mình. Có một số người đã được nghe Thầy dạy, hôm nay đã trở thành những người thiên cổ rồi. Mà nghe thì nghe, nhưng không làm chủ sinh già bệnh chết thì phải tiếp tục tái sinh luân hồi. Làm sao tránh khỏi được? Còn khi mình làm chủ rồi, muốn chết hồi nào chết, làm sao mà tương ưng mà tái sinh luân hồi được? Thì mấy con thấy trong cái sự thật, Thầy nói sự thật để giúp cho Phật tử, để giúp cho quý vị biết được cái đúng cái sai mà chúng ta nỗ lực thực hiện. Mà nỗ lực thực hiện thì quý vị thấy ngay liền, trong một phút, một giây quý vị vẫn thấy giải thoát mà. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tắc ý rồi, ngồi lặng lặng để nghe tự nhiên, để coi thử tâm mình bất động hay là không bất động. Trong một phút, một giây mình thấy rõ ràng là bất động, giải thoát đó mà. Cụ thể quá rõ ràng. Tại
các con tại Phật tử không muốn giải thoát, cho nên lúc nào cũng coi thường cái câu nói đó, cái chân lý đó. Chứ sự thật ra mà chúng ta quyết tâm thì trong 7 ngày thì chúng ta sống được với cái tâm bất động đó. Mà sống với được tâm bất động đó là giải thoát hoàn toàn chứ sao. Chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Tại vì tâm chúng ta bất động suốt 7 ngày thì nó có đủ tứ thần túc, 4 cái lực như thần. Còn bây giờ mình cứ cầu mong mình có tứ thần túc để mình cố gắng mình giữ, thì cái sự mong ước của quý vị là cái tâm tham dục của quý vị. Thành ra làm sao quý vị có được. Quý vị cứ giữ tâm bất động, thành thản, ngồi chơi, không cần gì hết chi phối. Cho nên quyết tâm tu. Ngày nay tu chưa được, ngày mai phải làm cho được. Nhất định phải làm cho được. Đừng có kéo dài cái thời giờ uổng quá quý vị. Tới hôm nay mà thầy nhìn quý thầy chưa có người nào làm được thì quá uổng. Hãy làm cho được đi. Mấy cô cũng vậy. Lớn tuổi rồi. Thầy thấy quý cô lớn tuổi quá rồi. Còn thời gian đâu nữa mà ngồi chờ. Nhất định chết bỏ hôm nay mà chứng đạo hơn là để kéo dài. Không có mỏi mệt gì hết. Chết bỏ, tao ngồi đây chơi nè. Tâm bất động thanh thản làm sao sự. Cứ ngồi chơi. Thì mấy con sẽ thời gian rất ngắn mấy con sẽ đạt được tâm bất động. Mà tâm bất động thì nó có đủ cái lực cho mấy con làm chủ được sự sống chết mấy con. Hãy cố gắng. Các con cố gắng. Thầy nghĩ rằng mấy con sẽ làm được hết. Bên này quý thầy, quý sư đều làm được hết. Không có người nào mà làm không được. Nhưng mà đừng có bị ảnh hưởng của giáo pháp sai Phật pháp. Các con cứ lấy những lời của Phật dạy trong kinh Nikaya, thử coi 4 cái tập mà những lời gốc Phật dạy mà thầy đã giải thích. Thì con sẽ thấy thầy giải thích đúng y như cái ý của Phật dạy. Thầy nói như vậy để chúng ta không phải bài bác một người nào khác, mà để chúng ta thấy được cái pháp nào tu được, làm chủ được. Tâm bất động thanh thản là do sự làm gì chúng ta có ác pháp tác động vô được. Bây giờ cái đầu thầy này, cái thân thầy đau nhất bất cứ một cái chỗ nào, thầy chẳng sợ nữa nè. Tâm bất động thanh thản là do sự không sợ thọ, chết đi. Một cái người mà ý chí gan dạ như vậy làm sao có bệnh tật nào mà tác động được. Các con phải gan dạ chứ, sao lại nhút nhát vậy? Chúng ta phải biết rằng người Việt Nam chúng ta đối với nam thì chúng ta có những bậc anh hùng, mà đối với nữ chúng ta có những bậc anh thơ. Không phải Trưng Dương Triệu Ẩu không? Mấy con là con cháu của ai? Có phải là của Trưng Dương Triệu Ẩu không? Tại sao mình không bằng những gì đó? Mình phải thực hiện cho xứng đáng là con cháu của những người ý chí gan dạ anh hùng. Còn bên nam chúng ta đâu phải thua ai. Các con thấy những người mà bên nam chúng ta thời trần có bao nhiêu người, mà ngay cả vua Quang Trung, Nguyễn Huệ, có phải là những vị anh hùng không? Vậy mà chúng ta làm sao cho xứng đáng với những bậc anh hùng của dân tộc chúng ta chứ? Thì Phật pháp đưa qua vào Việt Nam của chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta đúng pháp thì chúng ta cứ ôm chặt nó mà chúng ta tiến tới để chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết, giặc sinh tử, mà tại sao chúng ta không chiến thắng? Chúng ta hèn nhát đến mức độ đầu hàng giặc. Để chừng đó chúng muốn sai chúng ta chết hồi nào chết, sống hồi nào sống, lăn lộn trên giường bệnh để làm gì? Hôm nay nghe được lời thầy khích lệ và sách tấn quý Phật tử mạnh mẽ, để chúng ta thấy mình là người Việt Nam, phải xứng đáng là con dân của Việt Nam, phải đầy đủ ý chí gan dạ để thực hiện được ý chí của người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Chứ không phải là mấy con ở đây, mấy con Tây, Tàu, Mỹ, Nhật gì đây, toàn là Việt Nam. Mà Việt Nam thì phải xứng đáng với những bậc anh hùng, anh thơ của dân tộc của chúng ta. Người ta làm được những chuyện đó, một đất nước nhỏ như thế này, mà người ta đuổi được giặc. Bây giờ đất nước chúng ta thống nhất, độc lập rồi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta yếu đuối thì chắc chắn chúng ta bị nô lệ người khác.
1.000 năm nô lệ của người Trung Quốc. Nhưng chúng ta vẫn đuổi chúng trả. 100 năm bị lệ thuộc người Pháp. Chúng ta vẫn đuổi Pháp ra khỏi đất nước chúng ta. Tại sao chúng ta có một danh dự lớn lao như vậy, của một dân tộc như vậy, mà thế mà Phật giáo đến với đất nước của chúng ta chỉ có làm chủ giặc sinh tử, mà tại sao chúng ta tu đến giờ này mà chưa có người nào làm chủ giặc sinh tử? Vậy chúng ta khiếp đảm giặc sinh tử à? Đầu hàng giặc sinh tử à? Từ đây về sau mà khi gặp thầy thì phải làm chủ sinh già bệnh chết. Giặc sinh tử không còn xâm chiếm được thân tâm mấy con nữa. Như vậy là mấy con mới xứng đáng là đệ tử của thầy. Thầy làm chủ được, thầy cũng bằng xương bằng thịt, mà tại sao thầy làm chủ được với cái ý thức lực của thầy? Còn mấy con cũng có ý thức, mà tại sao không làm chủ? Cũng thân, cũng tâm, cũng y như thầy, mà tại sao làm chủ không được? Mấy con nhớ kỹ, hôm nay thầy dạy mấy con tâm bất đồng, thanh tạ an lạc vô sự. Dù mấy con ở trong gia đình mà có chuyện gì xảy ra làm cho mấy con buồn phiền giận hờn, thì mấy con nhớ nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều là nhân quả. Vui vẻ mà chấp nhận, không có được chống lại nhân quả mà vượt lên trên nhân quả. Mấy con nhớ kỹ những lời này. Vượt lên nhân quả. Nhớ lời thầy nói, vượt lên nhân quả, chứ không chống, mà không sợ hãi, không lui sụp, mà vượt lên trên nó, xem thường nó, coi thường nó, thì mấy con sẽ là người chiến thắng. Đến đây mấy con chắc không gì thưa hỏi thầy hết, bao nhiêu đủ rồi. Có còn thưa hỏi thì mấy con sẽ viết thư. Đừng họ thưa hỏi những cái điều dông dẫn, mà hỏi ngay cái sự tu tập làm chủ sinh già bệnh chết, thầy giúp đỡ liền. Chứ còn hỏi chuyện gia đình, con cái này kia, thì chuyện đó là nợ nhân quả của mấy con, thì mấy con tự giải quyết chứ. Sao hỏi thầy, thầy giải quyết cho được sao? Không. Còn tất cả mọi chuyện khác nữa, thầy không giải quyết đâu. Mà thầy chỉ giải quyết cho mấy con làm chủ sinh già bệnh chết, cho bản thân mấy con, chứ còn cho gia đình thầy không giải quyết. Không, mấy con hiểu điều đó. Thầy không giải quyết gia đình của một người nào, nhân quả của mấy con thì mấy con phải giải quyết. À, bây giờ mấy con có con cái nè, mấy con muốn tu cho nó tu tập nè. À, bắt đầu bây giờ mấy con đến xin thầy cho con của con hai đứa theo thầy tu tập. Được, thầy chấp nhận. Nó bằng lòng không? Con có nói nó nghe không? Nó nghe, nó muốn theo thầy, thầy chấp nhận cho ở tù. Thầy nuôi dưỡng, mấy con khỏi lo cơm nước, khỏi lo gì hết. Lâu lâu về thăm, mà khi nào thầy nói không được vô thăm nó, để cho nó tu, thì mấy con chỉ biết nó mạnh giỏi thôi, chứ không được mà đến đó làm động nó. Bởi vì nó tu mà. Mặc dù là con của mấy con, nhưng mà khi mấy con mà gửi vô đây rồi á, thì coi như nó con của Phật. Cho nên nó phải theo đúng cái nội quy của cái tu viện, của nơi tu hành, thì như vậy thầy mới đào tạo được. Chứ mấy con cứ đến thăm viếng chắc thầy đào tạo không nổi rồi. Cứ gây cái ái kiến sử của nó hoài đó, thầy làm sao thầy giải cho được. Cho nên khi giao thầy á, là mấy con mong cho nó thành Phật, thì các con sẽ cắt đứt cái ái kiến sử của mấy con đi, thì thầy sẽ giúp cho nó tới nơi tới chốn. À, bây giờ mấy con hiểu chưa? Hiểu rồi thì nhớ tâm bất động, thanh tạng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, có một câu đó thôi. Nãy giờ thầy nói chắc mấy con thuộc lào hết rồi, không có người nào là không thuộc. Câu ngắn gọn dễ quá mà. Cái gì có khổ mấy con nhắc tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Không có khổ nha, nhân quả, vui vẻ, không có buồn giận ai nữa hết. Thương yêu và tha thứ. Có thương yêu thì tha thứ dễ dàng. Chỉ biết thương chứ không biết ghét ai hết mấy con. Nhớ lời chưa? Người nào, bất cứ người nào, chứ đừng nói thấy cái chú này, thấy cái cô kia thấy ghét, cái mặt hất hất. Đừng có nghĩ như vậy. Bản chất tánh tình của người ta như vậy thì mình đừng có nghĩ mình ghét. Tội nghiệp thương người ta, chứ sao lại ghét?
Nó thì mấy con cứ nhớ thương thôi, đừng có ghét, nhớ lời thầy nói. Chỉ có lòng thương yêu mới tha thứ. Mấy con thấy đạo đức của đạo Phật chỉ có lấy thương yêu, tâm từ bi mà. Đâu có ghét ai đâu. Nếu mà ông Phật còn ghét chắc ông thành Phật đâu. Có phải không mấy con hiểu không? Cho nên bất cứ người xấu, người tốt, người hung, người dữ, người đó đánh đập mình cũng thương. Không ghét người nào, chửi mình cũng thương. Nhờ mà cái người đánh mình, chửi mình mà mình thương được á, là mình giải thoát. Mình thấy rõ ra mà, tôi không ghét người này thì tôi giải thoát rồi. À, mấy con thấy dễ dàng để nhận diện ra được cái sự giải thoát của chính mình khi gặp những ác pháp. Thôi đến đây chấm dứt, để thầy đi về thầy nghỉ chứ, nói nhiều quá cũng khan tiếng. Phải không? Để thầy sống chứ. Rồi, có gì không? Hiện giờ đó, trong cái giai đoạn này, cái thời điểm này á, thì các cháu mà vào đây được á, thì ít ra các cháu phải có học, có biết chữ, biết nghĩa, thông suốt, thì các cháu phải phải từ 14, 15 tuổi thầy mới dám nhận. Còn sau này á, có cái khu an dưỡng, có những người lo lắng cho các cháu trẻ, còn bé, còn thơ đó, họ sẽ lo lắng cái vấn đề này. Họ dạy họ nung đúc từ cái tuổi mà còn thơ ngây như 5, 6 tuổi, 3, 4 tuổi. Họ vẫn nuôi, họ nuôi dưỡng trong cái giáo dục. Còn bây giờ thì phải từ 14, 15 trở lên chứ còn dưới nữa thầy chưa có người. Thấy không? Thôi bây giờ thầy chào mấy con. Thầy ra. Còn không? Còn thưa hỏi gì nữa không con? Hết rồi phải không? Ráng mà tu. Thôi, bây giờ thầy chào mấy con thì ráng tu tập, nhớ tâm bất động thanh tản. Ai cũng giữ tâm bất động cho thầy thì giải thoát ngay liền, không có lâu.